những cơ hội và hướng tấn công đang nghiêng về phía cánh trái của đội chủ nhà. Vừa rồi thì Hoàng Thịnh đã có một đường truyền như đặt cho Đình Tùng. Đình Tùng cũng ra chân rất nhanh với một cú chích mũi dày. Rất nguy hiểm. Đánh đầu. Và ngay sau đó là một tình huống sút bồi. Cú sút trong khu vực 16m50 là của Amit. Dù bị theo kèm rất chặt nhưng chúng ta vẫn thấy Gaston De Melo đã rất nỗ lực để tung ra một tình huống chuyền bóng bắt đầu. Thi đấu chưa thực sự gắn kết trong những phút vừa qua, chính vì vậy mà những hướng tấn công vẫn đang chủ yếu vận dụng bên phía hành lang biên. Không hề có tình huống biên vị, nhưng cuối cùng thì tiếng còi đã phất lên, tiếng còi đã vang lên. Quốc Phường đã rơi vào tình huống biên vị ở pha bóng vừa rồi. Tiến Thành vẫn thường thua trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Tung người, không vào. Một pha tung người móc bóng rất nhanh của Faye. Nhưng đó là một tình huống ra chân và dứt điểm chưa đủ lực. Hai ngoại binh Faye và Fire của FC Thanh Hóa đã thi đấu rất hay, vào rồi. Trong một tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm thì Quốc Phương đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng đến từ phút thứ 51 của trận đấu. Quốc Phương trình diễn một cái đầu mới trong trận đấu ngày hôm nay. Và chính cái đầu mới đó đã giúp cho Quốc Phương dứt điểm và mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Một pha xé sượt đầu của Quốc Phương và bóng chạm chân một cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 với một ưu thế tương đối mong manh dành cho đội chủ nhà. Gaston De Melo đã ngã, chúng ta cùng chờ xem quyết định cuối cùng. Như vậy sẽ là một quả penalty. Đó là tình huống truy cản của Đình Đồng. Sau hai lượt trận tiệt ngòi của tiền đạo người Argentina, đó là cú dứt điểm thành công. Như vậy là phút thứ 81 của trận đấu, đội khách SHB đang đã tìm được bàn thắng quân bình. Mai Tiến Thành đang đứng trước quả phạt góc này. Rất hay, không vào. Cái tên trẻ đã được huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng tung vào sân, đặt tin tưởng ở những nửa cuối của hiệp 2. Tình huống bỏ lỡ trước đó đã là một điều rất đáng tiếc rồi, nhưng Lê Thanh Bình cũng lại xuất hiện rất đúng lúc, rất đúng thời điểm và có một pha đệm lòng chuẩn xác trong khu vực 16m50. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nguyễn Thanh Thắng, và đây có lẽ là quả phát bóng cuối cùng của trận đấu. Rất nhanh, Hoàng Thịnh vẫn còn, dứt điểm và 3-1. Hoàng Thịnh trong một tình huống phản công và cuối cùng thì phần thưởng dành cho Hoàng Đình Tùng, một món quà rất ý nghĩa dành cho Hoàng Đình Tùng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong trận đấu này. Vậy là sau khi Hoàng Đình Tùng ghi bàn, nhưng rồi cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài chính ông Hoàng Anh Tuấn đã vang lên, kết thúc 90 phút trên sân